mới là quan trọng, là phải luôn luôn xảy ra, nó là hơi thở, là huyết mạch của nhà quản lý. Nhưng nếu cứ như vậy chúng ta sẽ bị oải, chúng ta sẽ bị mèo đuổi chuột và chúng ta sẽ không phát triển bền vững được. Vì vậy nhà quản lý phải nâng tầm mình lên và phải làm đúng việc. Và làm đúng việc thì chúng ta phải làm đúng quy trình. Cho nên là cái tâm lý của người quản lý ấy là chỉ sợ là mình không có doanh số, và chỉ sợ là ngày hôm nay mình đi hỗ trợ cho tư vấn là để phải ra được hợp đồng. Đương nhiên là nó, cái tâm lý đó là đúng. Nhưng mà nếu cứ mãi như vậy thì nó không ổn. Tại sao lại như vậy? Đây này, tháng thứ 1 tỷ lệ hoạt động cao. Bởi vì là hợp đồng của nhà, hợp đồng của anh trai, của mẹ, của bố, của chị gái, cho nên tỷ lệ nó cao, chỗ này có phải tư vấn mới đâu. Thế tháng thứ 2 thì mấy cái ông này ký rồi, thế bắt đầu tư vấn sang bạn, đồng nghiệp, làng xóm thì nó từ chối. Tỷ lệ nó thấp. Từ chối sao? Bởi vì là không có kiến thức, không có kỹ năng. Mới là thiếu kiến thức, kỹ năng.